Hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống cảnh sát nhân dân sắp tới, 20 tháng 7 1962, 20 tháng 7 2022. Đây là dịp biểu dương lực lượng cảnh sát nhân dân trong toàn quốc, cũng là dịp đánh giá kết quả huấn luyện về điều lệnh võ thuật bắn súng. Để chuẩn bị tốt nhất cho hội thi, suốt một tháng qua, đội tuyển của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dốc nhiều tâm sức tập luyện các nội dung thi đấu, với quyết tâm giành thành tích cao. Một tháng trở lại, tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ sáng sớm đã rộn vang tiếng nhạc, tiếng bước chân của cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển điều lệnh bắn súng võ thuật. Điều lệnh đội ngũ thể hiện sự thống nhất, đồng bộ trong lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng, dù gắn liền với quá trình công tác, làm việc và sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ. Song, để có những động tác đều, đẹp, quá trình luyện tập phải dày công, lắm sức. Thì cũng đã khắc phục, cố gắng hết sức. Rồi trong quá trình tập luyện thì cũng có một số chấn thương, rồi anh em bị chấn thương đau nhức cơ thể hay là bị chật khớp, chật tay chân. Thì trong đó thì anh em cũng cố gắng hoàn thiện để sửa lại nó thương nhanh nhất, để cố gắng tập luyện hoàn thành mục tiêu của ban huấn luyện cũng như ban giám đốc đề ra. Thì tôi cùng cán bộ huấn luyện trong đơn vị cũng như cán bộ huấn luyện trong công an tỉnh nỗ lực hết mình, phấn đấu để giúp đỡ và cũng như là dùng hết kỹ chiến thuật và khả năng của mình đã được học cũng như trong quá trình sống và làm việc rút ra được kinh nghiệm của bản thân thì đào tạo để cho các đồng chí tham gia thi điều lệnh đội ngũ là thực hiện tốt một nhiệm vụ được giao, thứ hai là quyết tâm với tất cả những nỗ lực và ý chí của bản thân mình để thực hiện làm sao mà được kết quả cao nhất. Ở phần tập luyện võ thuật, chấn thương càng thường xuyên hơn, song cán bộ chiến sĩ trong đội ai cũng đặt cho mình quyết tâm trau dồi hết mình để có kết quả cao nhất. Quá trình tập luyện thì anh em ở đây gặp rất là nhiều chấn thương, ví dụ như là bong gân này, rồi đau khớp gối, nhưng mà anh em vẫn cố gắng nỗ lực để vượt qua những khó khăn đó. Trong một tháng qua tập luyện thì về vấn đề thời tiết thì nắng nóng kéo dài, cũng như đó là sự mà kết hợp của hơn 70 con người với nhau để tạo ra một sự đồng điệu nhất trong quá trình tập luyện, cũng như là đánh tận chuẩn từ động tác, đó là sự cố gắng của toàn thể cán bộ chiến sĩ của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là đội ngũ ban huấn luyện. Hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2022, gồm các nội dung điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật, võ tổng hợp và mai hoa quyền, xử lý tình huống ứng dụng võ thuật, bắn súng chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế, bắn đĩa. Qua một tháng tập luyện thì tinh thần của cán bộ chiến sĩ là rất cao. Đó. Anh em nhiệt huyết trong quá trình tập luyện. Rồi là khắc phục mọi khó khăn trong cái công việc hàng ngày cũng như là trong cái quá trình di chuyển cũng như là thời tiết khí hậu. Đó. Để làm sao mà anh em đồng lòng quyết tâm kỳ thi điều lệnh quân sự võ thuật của Bộ Công an tổ chức năm nay là đang một kết quả cao nhất. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyển chọn thành viên cho đội tuyển là cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị và công an các huyện, thị thành trong tỉnh. Hiện đội có 75 thành viên sẽ tham dự vòng loại cụm thi đua số 8 Công an 10 tỉnh thành khu vực và các trường công an nhân dân tổ chức tại tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 5 năm 2022 để tuyển chọn ra 3 đội tuyển xuất sắc tham gia vòng chung kết. Quyết tâm cao trong luyện tập, cán bộ chiến sĩ đội tuyển điều lệnh bắn súng võ thuật công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng thể hiện tinh thần thép, ý chí sắt đá trong thực hiện nhiệm vụ để hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.